Xin chào quý vị và các anh chị. Tôi tên là Yana Vũ và hôm nay chúng tôi sẽ trình bày đề tài làm thế nào phụ huynh có thể đăng ký cho con vào trường mẫu giáo tại Cộng hòa Séc. Theo luật pháp, các trẻ em đến ngày 31 tháng 8 được đủ 5 tuổi bắt buộc phải đăng ký vào lớp. Nhưng những trẻ em từ 3 đến 5 tuổi có thể đăng ký trường mẫu giáo. Cha mẹ có thể đăng ký cho trẻ em nhỏ hơn 3 tuổi với điều kiện các bé có thể tự làm một số việc cơ bản. Trường mẫu giáo có thể từ chối nhận trẻ em ở dưới 5 tuổi tùy theo tiêu chuẩn của họ. Việc đầu tiên mà anh chị cần biết là đăng ký trường mẫu giáo thường diễn ra vào tháng 5 của năm đó. Một thời gian cụ thể được ban hành bởi các trường mẫu giáo. Cho nên, điều thực tế là xem kỹ trang web của trường mẫu giáo mà quý vị chọn. Vậy, anh chị có thể tìm trang web của trường mẫu giáo ở đâu? Những thông tin này anh chị tìm được trên www.zapisdoms.brno.cz. Vì thế, bước đầu tiên anh chị phải để ý là lấy đơn đăng ký. Thường anh chị có thể lấy đơn đăng ký vào tháng 4. Cách lấy đơn đăng ký là tại trường mẫu giáo của anh chị hoặc in ra trên trang web www.zapisdoms.brno.cz. Xin để ý là mỗi trường mẫu giáo sẽ có một đơn đăng ký. Bước thứ hai, điền đơn đăng ký, xin xem đơn mẫu sau. Sau khi anh chị điền tên, địa chỉ của con và của anh chị, hãy chọn cách liên lạc với anh chị. Anh chị lưu ý cần có xác nhận của bác sĩ về việc tiêm chủng của con anh chị. Nhà trẻ và trường mẫu giáo chỉ có thể nhận trẻ đã được tiêm chủng hoặc có giấy của bác sĩ giải thích lý do tại sao không được phép tiêm chủng. Bước thứ ba, anh chị cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết sau. Giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và thẻ sinh chắc, giấy khai sinh của con, giấy cư trú dài hạn hoặc tạm trú, bằng chứng về sự tiêm chủng. Bước thứ tư, nộp đơn đăng ký. Các quý vị chờ cho đến khi trường mẫu giáo bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký nhập học. Anh chị có thể xem ngày cụ thể trong tháng 5 trên trang web này. Những cách để nộp đăng ký là đưa trực tiếp tại trường mẫu giáo. Năm nay điều đặc biệt là có thể gửi đơn qua bưu điện, qua hộp thư điện tử, bằng email với chữ ký điện tử. Mỗi năm, anh chị có thể kiểm tra những thông tin này trên trang web dưới đây. Sau đó, anh chị chờ kết quả từ trường là chấp nhận hoặc không. Anh chị có thể xem kết quả qua trên trang web của trường mẫu giáo của anh chị. Hoặc anh chị sẽ nhận kết quả qua điện thoại, tin nhắn, email, lá thư,
tùy theo cách anh chị đã chọn và điền trên đơn đăng ký. Trường sẽ ưu tiên cho trẻ em với địa chỉ trong khu vực của trường mẫu giáo và trẻ em trên 5 tuổi. Anh chị có thể làm gì khi con bị từ chối nhập học dù đã trên 5 tuổi? Nếu một trẻ em 5 tuổi bị từ chối, có thể đi đến phòng giáo dục thanh niên và thể thao bằng tiếng Séc, Odbor školství mládeže a tělovýchovy. Tại đó, họ sẽ giúp cho anh chị tìm một trường khác. Anh chị có lẽ thắc mắc, con mình nên làm gì trước khi vào trường mẫu giáo? Một số điều có thể là biết tên riêng, biết tự mặc áo, tự đi vệ sinh, tự ăn, dọn dẹp đồ chơi, vân vân. Đặc biệt, năm 2020 và 2021 bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19, cho nên những thông tin này có thể thay đổi theo tình hình. Anh chị có thể kiểm tra lại tất cả thông tin trên video này có phù hợp với tình hình hiện nay không trên trang web này. Hôm nay chúng tôi nói về cách đăng ký cho con vào trường mẫu giáo. Chúc quý vị và các anh chị thành công. Hẹn gặp lại anh chị lần sau.